Vương Đình Huệ bất ngờ làm chủ cuộc chơi cung đình, Tô Đại Tướng đã cảm thấy bơ vờ. Sự kiện ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện sau nhiều tuần vắng bóng đã tạo ra sự ngỡ ngàng từ nhiều phía với những phản ứng khác nhau. Những người ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là dư luận viên, đã phấn khích gieo hò mãn nguyện. Họ cho rằng tin đồn liên quan đến sức khỏe của ông Trọng là những thông tin dối trá, bịa đặt, không có căn cứ và đã bị phơi bày. Còn những người thuộc về lề trái sau một thời gian ngắn phấn khích do tin đồn đã tỏ ra tiếc nuối và thất vọng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại phiên họp kỳ họp bất thường Quốc hội Việt Nam khóa 15. Theo nguyên tắc không có lửa làm sao có khói. Chắc chắn có những kẻ vô công rồi nghề nào dám liều mạng dựng lên câu chuyện về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà bêu ra. Giới quan sát cho rằng tất cả các bên đều nhầm to và ngộ nhận, nếu không muốn nói là nhận vờ. Vì thực chất những tin tức rò rỉ về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều có thật. Việc ông Trọng đã nằm tại Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 cũng là chuyện có thật. Chỉ khác một điều, những tin tức đã bị ai đó cố ý rò rỉ ra ngoài một cách có chủ ý và bóp méo sự thật. Các giới chức trong đảng cũng không rảnh để tạo ra sự kiện nhằm làm cho lề trái bẽ mặt như nhiều người tưởng. Thực chất việc này liên quan trực tiếp đến cuộc chiến cung đình ở thượng tầng của ban lãnh đạo Việt Nam. Theo đó, phe phái thân cận Tổng Bí thư là bên chủ động tuồn tin về sức khỏe của Tổng Bí thư ra ngoài để chứng minh cho mức độ khả tín. Họ kèm theo những thông tin, thậm chí hình ảnh để mà chứng minh. Cụ thể, hình ảnh được cho là của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Phan Văn Giang đến Bệnh viện 108 để thăm ông Trọng, còn được gửi cho báo Tiếng Dân, một báo lề trái có nhiều người truy cập đăng công khai. Sự xuất hiện đường đột của Tổng Trọng với thể trạng sức khỏe yếu hơn trước trong thời gian không quá 20 phút mà Đài Á Châu Tự Do EFA mô tả như sau. Phiên khai mạc kéo dài hơn 17 phút, sau đó chuyển sang phần thảo luận, đèn hội trường tối xuống, chương trình trực tiếp gián đoạn vài phút, sau đó khi trở lại không còn thấy ông Trọng trong hội trường nữa. Những điều kể trên theo giới phân tích đã cho thấy có những cá nhân và phe nhóm trong nội bộ đảng đã lợi dụng việc ông Trọng bị bệnh để mà tạo dư luận, gây sức ép buộc ông phải rời bỏ vị trí Tổng Bí thư. Trong bài bình luận với tiêu đề "Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng chết đi sống lại" của nhà báo Mai Hoa Kiếm đã bình luận về tính nghiêm trọng của sự việc này. Theo đó, ông miêu tả như sau: nếu ông Trọng không chủ động giả chết bắt quạ thì xem ra thật đáng sợ. Khi người ta đem câu chuyện ông nhập viện cấp cứu để phục vụ cho những mưu đồ chính trị đen tối, ai đó đã cả gan dám cá cược ngay trên chính sinh mệnh của hoàng đế đương triều. Phe nhóm của ông Trọng đã tung hỏa mổ để mà răng bệnh hay răng lưới, hay là phe nhóm này muốn phế bỏ quyền lực của ông, đang ném đá dò đường đây? Điều đó cho thấy các phe nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã liều lĩnh dám sử dụng sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà làm công cụ cho cuộc chiến thượng tầng cung đình giữa các phe phái với nhau. Và khả năng cao là ông Trọng không biết được sự thật rằng các đàn em của ông đang sử dụng ông như một con tốt trên bàn cờ chính trị quyền lực. Hình ảnh được cho là ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tướng Phan Văn Giang đến viện 108 thăm ông Nguyễn Phú Trọng. Theo giới quan sát, trong bối cảnh hiện nay có những đồn đoán cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Mai Hoa Kiếm nhận định, trong lịch sử đã có không ít cuộc đảo chính giả của phe cầm quyền bị đối phương tận dụng để biến thành đảo chính thật. Và những nhân vật giả chết bắt quạ cũng có lúc bị quạ mổ cho lòi con mắt ra. Bài học từ xưa vẫn có đó, mọi thứ vẫn đang còn chờ đợi ở phía trước. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện một thái độ vui vẻ bất thường khi chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội. Theo giới quan sát, điều đó càng cho thấy game show Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện là biện pháp đáp trả ông Tô Lâm, đồng thời thông báo với công luận rằng Tổng Trọng ủng hộ mạnh mẽ Vương Đình Huệ kế nhiệm vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội 14 là điều bất di bất dịch, không hề thay đổi. Giới quan sát cho biết, không chỉ trong phiên khai mạc Quốc hội khóa 15, kỳ họp bất thường sáng ngày 15 tháng 1, người ta cũng không thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xuất hiện. Mà những ngày gần đây, dường như Bộ Công an cũng bất thường vắng bóng trên truyền thông ông Bộ trưởng này.
điều đó liên quan gì đến hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Phan Văn Giang cùng đến bệnh viện 108 để mà thăm ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nằm trị bệnh, đã được chia sẻ rộng rãi. Có nghĩa là quân đội đã chọn phe Nghệ An và ông Tô Lâm sẽ bờ vờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Huệ Vương bất ngờ làm chủ cuộc chơi cung đình, Tô Đại tướng cảm thấy bờ vờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tổng Trọng cố gắng xuất hiện tại phiên họp Quốc hội, liệu có ý đồ gì với Tô Lâm đây? Theo kế hoạch đã được thông báo từ trước vào tháng 12 năm 2023, kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 1 năm 2024 để xem xét thông qua các dự luật cũng như các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đáng chú ý, trong kỳ họp lần này có thông qua luật đất đai đã sửa đổi. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng mặt bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội sáng ngày 15 tháng 1 đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Bởi trong hơn 2 tuần trở lại đây, sự vắng mặt của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến dư luận hết sức quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội với các hình thức khác nhau. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam. Ngày 12 tháng 1, một số hãng thông tấn quốc tế nổi tiếng đã loan tin chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện cấp cứu. Một hãng tin tiết lộ ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện từ đầu tuần vì một căn bệnh chưa xác định theo hai quan chức ẩn danh. Hãng tin này cũng cho biết họ không có điều kiện để xác định ngay mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Trong lúc đó, truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng kể từ khi ông Trọng xuất hiện lần cuối vào ngày 26 tháng 12, thì truyền thông nhà nước không đưa thêm bất kỳ một thông tin hay lời giải thích nào. Kể cả Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không hồi đáp các email của các hãng thông tấn trên thế giới. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện sau nhiều đoạn tuần vắng bóng đã gây bất ngờ cho cộng đồng và được nhiều người quan tâm. Các hãng truyền thông quốc tế cũng bất ngờ không kém. Hệ thống truyền thông Việt ngữ, Anh quốc, Hoa Kỳ đã lập tức đưa tin và bình luận về sự kiện này. Đài BBC Việt ngữ đăng bản tin với tiêu đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỳ họp bất thường của Quốc hội giữa đồn đoán về sức khỏe. Bản tin cho hay, sự kiện ông Trọng xuất hiện được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi ông vắng mặt trong một số sự kiện ngoại giao quan trọng, làm nảy sinh đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường, kèm theo hình ảnh ông Trọng vẫy tay chào và đứng hát quốc ca. Đài BBC đã đăng tin cùng hình ảnh chụp màn hình từ video clip của báo Thanh Niên Online, đồng thời mô tả ông Trọng đứng lên chào đã phải bấu vào bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy. Ông Trọng được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ đứng dậy và phải bấu vào bàn. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thì loan tin ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại Quốc hội trông yếu hơn. Bản tin mô tả hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền thông trong nước cho thấy trước giờ khai mạc của họp, ông Trọng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay đi giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam. Trước đó cũng trên hình ảnh của VTV, ông Trọng vẫn được ông Huệ nắm tay và lần lượt bắt tay ông Thưởng và ông Chính. Khi quốc ca được cử hành, ông Trọng được nhìn thấy đứng lên cùng cả hội trường và bản thân ông cũng cất tiếng hát quốc ca. Tuy nhiên, hình ảnh trực tiếp cho thấy dường như ông Trọng phải đứng tì tay vào bàn. Đáng chú ý, theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ miêu tả thì khi được giới thiệu, ông Nguyễn Phú Trọng đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghi chặt vào bàn để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu quốc hội. Ông Thưởng ngồi sát bên dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy. Theo giới quan sát, những điều kể trên và hình ảnh thực tế dễ dàng cho ta thấy sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sa sút khá nhiều. Quan trọng hơn, việc xuất hiện bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới quan sát đánh giá là một sự kiện khiên cưỡng khi mà ông đang trong thể trạng của người vừa ốm dậy, thậm chí chưa khỏi hẳn bệnh. Cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh từng được biết với tên Blog Ba Sàm trên Facebook cá nhân đã có một status rất đáng chú ý với tiêu đề
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội. Tác giả viết đôi lời. Vậy là thiên hạ thở ra. Các thế lực kình địch được một phen hú vía, bởi hôm trước Ba Sàm đã lưu ý câu ngạn ngữ giả chết bắt quả. Anh nào hí hửng muốn múa gậy vườn hoa, lăm le xoán ngôi tranh quyền đoạt chức hay này nọ là lộ tẩy chân tướng hết. Năm 2019 đã một lần rồi, không nhớ sao. Hôm nay các báo lại còn đồng loạt giật tít giống hệt nhau cho thấy sự chỉ đạo sát sao tuyên giáo đến như thế nào. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi còn quan hệ nồng ấm. Nhận định của blogger anh Ba Sàm phù hợp với nhận định của Thời báo.d trong bài viết Tô Lâm có tật giật mình, sợ Tổng Trọng giả chết bắt quạ, không khảo mà khai. Thời báo.d đã khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhập viện là điều có thật nhưng vẫn còn chưa qua đời. Và biết đâu Tổng Trọng cũng chơi chiêu giả chết bắt quạ để dò lòng vài người nào đó xem họ có thái độ như thế nào khi Tổng Trọng đi vào cõi vĩnh hằng. Đài BBC còn cho biết một bản tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bác bỏ tin Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nhưng đến buổi chiều ngày 14 tháng 1, bản tin này cũng đã biến mất. Giới quan sát cho biết, trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 này, người ta không thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm xuất hiện. Thời báo.d không có điều kiện để mà kiểm chứng thông tin này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin cố gắng xuất hiện tại phiên họp Quốc hội, liệu có ý đồ gì với Tô Lâm đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.